Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: Tất cả những ai Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi sẽ không loại ra ngoài. Vì tôi từ trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ người đã ban cho tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý của cha tôi là tất cả những ai thấy người con và tin vào người con thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, với ca từ trong nhạc phẩm nổi tiếng là nhạc phẩm Cát Bụi, đã nói lên một sự thật ở đời thế này: bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi, lá úa trên cao rụng đầy, cho trăm năm vào chết một ngày. Chắc có lẽ quý ông bà và anh chị em đã nghe nhiều rồi cái bài hát Cát Bụi này, và cũng đã quen với những ca từ này, và đó là một sự thật ở đời. Bản chất của con người là tham sống sợ chết, cho nên cuộc đời có dài mấy đi nữa vẫn là ngắn ngủi mong manh. Giống như ca từ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vậy, 100 năm vẫn là ngắn ngủi mong manh, nhưng mà 100 năm đó vào chết một ngày, chỉ một ngày thôi, chỉ một giây phút thôi là đã qua đi cả 100 năm đó. Cuộc đời ngắn ngủi mong manh, đó là kinh nghiệm tự nhiên của một con người. Nhưng kính thưa cộng đoàn phụng vụ, con người đâu chỉ có những kinh nghiệm tự nhiên, mà sâu xa hơn, con người còn có kinh nghiệm siêu nhiên. Nói một cách khác, kinh nghiệm của đức tin. Đức tin càng mạnh mẽ, càng sống động, thì sức sống và niềm hy vọng của con người đó sẽ càng giúp cho họ tìm thấy được những điều, nhìn thấy được những điều mà một người khác với một kinh nghiệm tự nhiên không có thể thấy được. Nếu nhạc sĩ Trịnh Công Sơn diễn tả cái kinh nghiệm tự nhiên đó rằng cho trăm năm vào chết một ngày, thì nhạc sĩ Francisco, một nhạc sĩ Công giáo, lại diễn tả xa hơn rằng sự sống này chỉ thay đổi chứ không mất đi. Lúc con người nằm yên giấc ngủ, mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai. Bài hát này, sự sống thay đổi, như chúng ta cũng đã nghe nhiều lần. Và cái nhìn này không phải là cái nhìn riêng của nhạc sĩ Francisco đâu, kính thưa quý ông bà và anh chị em, mà đây là cái nhìn, có được cái nhìn này là nhờ đức tin Công giáo và Tông truyền. Đức tin này không chỉ giúp cho người ta, không chỉ giúp cho mỗi người chúng ta nhìn thấy những gì đằng sau cái chết, nhưng đức tin này còn trở nên sức mạnh, giúp cho chúng ta vượt qua những đau thương hiện tại, những đau thương, những bế tắc của cuộc sống hiện tại. Và cái bế tắc sau cùng nhất, ghê gớm nhất mà con người phải đối diện, đó là cái đau thương bế tắc của sự chết, của sự chia lìa, của sự ra đi mãi mãi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, và cái sức mạnh của đức tin đó, như chúng ta vừa nghe thấy đó, trong lời Chúa, trong phụng vụ mà chúng ta vừa nghe đây, trong bài đọc 1, kinh nghiệm của ông Job. Quý ông bà và anh chị em biết rồi, ông Job là một con người lương thiện, một con người kính sợ Thiên Chúa, một con người giàu có, sống một cuộc sống trù phú. Nhưng ông
đã bị thử thách để xem đức tin của ông như thế nào. Và rồi ông Job, sau khi ông đã mất tất cả mọi sự, thân xác của ông trở nên ghẻ lở hôi thối, không còn ai là bạn thân, là người thân của ông nữa. Nhưng chính trong hoàn cảnh đó, nhờ có đức tin, một đức tin mạnh mẽ, mà ông đã thốt lên những lời mà chúng ta vừa nghe trong bài đọc 1 ngày hôm nay. Bây giờ ông Job lên tiếng nói: "Ôi những lời tôi nói đây, phải chi có người chép lại, phải chi có người ghi vào sách, có người đục bằng sắt, chám bằng chì, tạc vào đá cho đến muôn đời." Giữa hoàn cảnh đau thương đấy, ông vẫn xác tín rằng: "Tôi biết rằng đấng bênh vực tôi vẫn sống, và sau cùng người sẽ đứng lên trên cõi đất. Sau khi da tôi đây bị thiêu hủy, thì với tấm thân này tôi sẽ được ngắm nhìn Thiên Chúa. Chính tôi sẽ được ngắm nhìn người, đấng mắt tôi nhìn thấy không phải là người xa lạ." Đấy, một bằng chứng đức tin cho chúng ta thấy một con người có đức tin thực sự thì giữa những đau khổ, giữa những bế tắc, giữa những thung lũng của tối tăm, gian khổ, người đó vẫn có niềm hy vọng, vẫn có sức sống để vượt qua. Và nếu như ông Job là một người tin vào Gia-vê Thiên Chúa, đấng mà ông chưa hề thấy, mà lại có một sức mạnh như thế, thì huống hồ chi là chúng ta, những người có đức tin vào Đức Giê-xu Ki-tô, một Thiên Chúa đã làm người, một Thiên Chúa đã chết để đền thay tội lỗi cho chúng ta, một Thiên Chúa đã sống như chúng ta trong mọi sự. Đấy, vậy kính thưa quý ông bà và anh chị em, chính cái con mắt đức tin, chính sức mạnh của đức tin làm cho chúng ta tin tưởng, làm cho chúng ta thấy được những gì ở tương lai, ngay cả đằng sau cái chết. Và hôm nay, cụ thể tin vào lời của Chúa Giê-xu nói trong bài tin mừng ngày hôm nay. Khi ấy Đức Giê-xu nói với dân chúng rằng: "Tất cả những người Chúa Cha đã ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi sẽ không loại ra ngoài, vì tôi từ trời mà xuống. Mà ý của đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ người đã ban cho tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết." Trong giây phút, gọi là trong kinh nghiệm tự nhiên con người của đại gia đình chúng ta trong lúc này, một vài phút nữa thôi, chúng ta sẽ gọi là xa lìa với người mẹ của chúng ta. Người mẹ đã đưa chúng ta vào cõi đời này. Chúng ta sẽ xa lìa với người bà của chúng ta, một người bà yêu thương, một người bà đã truyền lại cho chính chúng ta đức tin công giáo. Chúng ta sẽ xa lìa người chị em, làng xóm láng giềng đất thân yêu đã sống trên mảnh đất Đông Sơn này bao nhiêu năm. Chúng ta sẽ không còn nhìn thấy nhau bằng con mắt thường nữa, nhưng với đức tin, tin vào lời của Chúa hôm nay mà chúng ta vừa nghe, chúng ta xin dâng, xin trao, xin phó thác người chị em, người mẹ của chúng ta, người bà của chúng ta trong lòng bàn tay yêu thương của Thiên Chúa, và chắc chắn Thiên Chúa nói và Ngài giữ lời hứa của Ngài. Ngài sẽ không để cho bất kỳ ai đến với Ngài mà phải hư mất đâu. Và đức tin đó, niềm hy vọng đó không chỉ cho người bà, người mẹ, người chị em hàng xóm láng giềng của chúng ta đang nằm đó, mà còn cho mỗi chúng ta nữa. Bởi vì chắc chắn nếu chúng ta trung tín với Thiên Chúa, với một đức tin mạnh mẽ dồi dào trong cuộc sống hàng ngày, chắc chắn một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau trong cõi vĩnh hằng, trong cõi mà vinh quang mà Thiên Chúa dành sẵn cho những ai trung tín với Ngài. Xin Chúa lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta hôm nay để thanh luyện đức tin cho chúng ta giữa biến cố đau thương này, không phải làm cho chúng ta nghi ngờ về sự chết, nghi ngờ về sự sống lại, nghi ngờ về điều Chúa hứa, nhưng đức tin của chúng ta được mạnh mẽ hơn, được trưởng thành hơn, để rồi chúng ta biết yêu quý nhau, biết trân trọng cuộc sống này, và chắc chắn một ngày nào đó chúng ta sẽ được gặp lại nhau trên thiên đàng. Xin quý bà anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho gia đình, cho đại gia đình của chúng con, và nhất là cầu nguyện cho linh hồn của bà Maria, và trong niềm tin của chúng ta, một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau trong sự sáng láng, trong sự tươi mới, trong sự trẻ đẹp của vinh quang Thiên Chúa. Amen.